Chào mừng quý vị đã trở lại kênh Sài Gòn House. Xin chào quý khách hàng, hôm nay mình sẽ giới thiệu một căn nhà diện tích ngang 4m2, dài 30m, nằm trên trục đường chợ Hưng Long. Có thể đi từ Đinh Đức Thiện vô khoảng 3 cây số. Và diện tích căn nhà là 4m2 x 30m, sổ hồng riêng, ngân hàng hỗ trợ cho vay 70%. Và đây là mặt trước căn nhà, xe hơi có thể đậu ở trong sân nhà luôn. Đây là một chiếc xe hơi và chủ nhà bên cạnh đã mua một căn. Đường trước nhà của mình rộng 18m. Sân trước nhà của mình là ngang 4m2, dài 10m. Và trong nhà là 4m2, dài 20m. Sân có thể đậu được 2 chiếc xe hơi. Bây giờ mình cùng đi vào căn nhà. Đầu tiên là phòng khách của căn nhà, được trang bị đầy đủ bàn ghế, tủ, tranh 3D. Nhà này sẽ giao hoàn thiện như vậy luôn. Giá của căn nhà hiện tại là 1,9 tỷ đầy đủ nội thất. Và nếu như anh chị không lấy nội thất thì có thể giá sẽ trừ đi phần nội thất này. Đây là phòng khách của căn nhà. Căn nhà này cách chợ Hưng Long khoảng 2 cây số. Mặt tiền đường rộng 18m. Có thể đi ra trục đường Đinh Đức Thiện, chợ Bình Chánh, quốc lộ 1A. Và căn này là căn mặt tiền. Phòng khách của căn nhà được trang bị đầy đủ như hình các anh chị đang thấy. Giá hiện tại của căn nhà này là 1,9 tỷ. Và ngân hàng cho vay khoảng 1,2 tỷ. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ tiến vào phòng khách của căn nhà. Cũng được dán một bức tranh 3D rất đẹp. Trong phòng bếp mình được trang bị bàn ăn, tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Căn nhà này là 1 trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Sân trước của căn nhà là 4m2, dài 10m, đậu được 2 chiếc xe hơi. Diện tích trong nhà là 4m2 x 20m. Tổng diện tích của căn nhà là 4m2 x 30m. Nhà gồm 1 trệt 2 lầu. Đây là nhà vệ sinh ở bên dưới tầng trệt. Tiếp theo mình sẽ lên tầng 1 của căn nhà. Ở phía cầu thang thì cũng được dán một bức tranh rất là đẹp. Căn nhà này là hướng đông bắc, buổi chiều rất mát. Mỗi tầng đều có 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh ở giữa dùng cho 2 phòng. Đây là phòng ngủ thứ nhất, có trang bị giường luôn, giường và bàn trang điểm. Cầu thang được trang bị những bức tranh rất đẹp. Căn nhà này do bên mình Sài Gòn House tự xây dựng. Giá gốc. Đây là nhà vệ sinh ở giữa. Và đây là phòng ngủ.
Master Room. Nhà được trang bị tất cả mọi thứ, kể cả rèm cửa. Đó, và đây là mặt trước của căn nhà, sân rất rộng. Xe hơi có thể vô tận sân đậu trong nhà. Căn nhà sổ hồng riêng, ngân hàng hỗ trợ 70%. Gần chợ Hưng Long và chợ Bình Chánh. Khu dân cư xung quanh đông đúc. Căn nhà mới được hoàn thiện. Nếu các anh chị có nhu cầu về căn nhà này cũng như những căn nhà tiếp theo thì các anh chị hãy nhấn đăng ký kênh và liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình. Đây là tầng 1 căn nhà, ở tầng 2 thì cũng tương tự như vậy, cũng 2 phòng ngủ. Đây, bây giờ mình sẽ lên tầng 2. Cầu thang luôn được dán bằng những bức tranh rất đẹp. Đây là tầng 2 của căn nhà. Đó, cũng một phòng ngủ bên tay phải là phòng ngủ nhỏ hơn. Và bên tay trái là phòng ngủ chính, phòng ngủ lớn. Ở giữa mình sẽ có một nhà vệ sinh dùng cho hai phòng ngủ, rất tiện lợi. Đây là phòng ngủ chính. Mỗi tầng đều có hai phòng ngủ, một phòng ngủ nhỏ và một phòng ngủ lớn hơn. Có bàn trang điểm. Bây giờ mình sẽ ra ban công ngắm cảnh xem nào. Căn nhà này rất là thoáng, gần như là hai mặt tiền. Diện tích của căn nhà tổng cộng là 4m2 nhân với lại 30m, một trệt hai lầu. Sổ hồng riêng, ngân hàng hỗ trợ cho vay từ 1 tỷ 2 đến 1 tỷ rưỡi. Và giá tổng của căn nhà full nội thất là 1 tỷ 9. Đây là giá gốc của bên mình, trực tiếp xây dựng, không thông qua trung gian. Các anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình. Và nhớ đăng ký kênh để mình theo dõi những căn nhà tiếp theo. Bên mình đang xây dựng rất là nhiều căn nhà trong năm 2020 này. Đây là sân nhìn từ trên xuống. Rất thoáng, mặt tiền, đường trước nhà là 18m. Và một lần nữa mình ngắm lại căn nhà này. Đây là tầng dưới, nhà bếp. Căn này là hướng Bắc. Nhìn từ ngoài, từ trong ra ngoài, nhà rất là thoáng. Và tới đây mình sẽ tạm dừng chia sẻ thông tin về căn nhà này. Nếu các anh chị có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại của mình. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Anh chị vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như theo dõi những video sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.